Nhưng con có đọc qua một văn bản tạm gọi là văn bản như bên dưới, nhưng con quên là trích từ đâu. Nay con nhờ sư từ bi xem qua đoạn trích này từ đâu có đúng với lời Phật dạy hay không, để chúng con làm tư liệu tham khảo. Trong khi vị tỷ khưu thực hành pháp thức thực, nếu hàng Phật tử sơ cơ hoặc những người khác thấy dáng dấp, phong thái ung dung của vị tỷ khưu mà ngưỡng mộ Phật pháp, nhưng hoàn toàn chưa biết gì về đời sống của tăng, họ dùng thịt chín đặt vào bát của vị tỷ khưu vị ấy trong giờ ngọ quán tưởng, tất cả đều thanh tịnh rồi thọ dụng, tất cả đều thanh tịnh. Trái lại, vị tỷ khưu không thực hành pháp cất thực, có thiết lập nhà bếp mua thịt sống từ chợ hoặc nhận thịt cá từ tín đồ để nấu, hoặc tín đồ nấu thịt cá đem đến chùa để cúng vị tỷ khưu, tất cả hành vi như vậy đều không nằm trong sự hành trì thanh tịnh giới. Đầu tiên á, là nó có một cái vấn đề nó bị sai, đó là quán tưởng tất cả đều thanh tịnh. Trong cái sự quán tưởng của tỳ kheo á, đặc biệt là quán tưởng về thực phẩm, một trong số đó vị ấy phải quán tưởng như thế này: thực phẩm á, vốn dĩ nó không có dơ bẩn, nhưng bởi vì tiếp xúc với cơ thể này cho nên thực phẩm đó trở thành dơ bẩn. Từ đó vị ấy từ bỏ sự tham luyến, sự bám chấp vào thực phẩm này, chứ còn không có chuyện là quán tưởng tất cả đều thanh tịnh rồi thọ dụng. Nếu như quán tưởng như vậy là vị tỳ kheo phạm giới. Còn cái vấn đề là quý vị hỏi là có được đem thịt sống hoặc là thịt cá nói chung mà sống đem đến chùa để nấu, hoặc là nấu ở nhà đem đến chùa hay không, thì sư trích dẫn cho quý vị một đoạn ở trong Tam Tạng ha. Đây, trong Tạng Luật. Và nói có sách mới có chứng mới được. Đây. Đoạn số 38. Đây. Đây. Đây là Tạng Luật ha. Đây. Tạng Luật. Đại phẩm tập 2. Chưa phải cái này. Chưa phóng to một tí. Đây, vào lúc bấy giờ dân chúng trong xứ sở cho người chất lên xe hàng nhiều muối, dầu ăn, gạo lứt và thực vật loại cứng, rồi đánh xe quay vòng tròn ở phía bên ngoài cổng lớn của tu viện và chờ đợi, nghĩ rằng khi nào chúng tôi nhận được phiên, chúng tôi sẽ thực hiện bữa chay phạn, và có đám mây đèn lớn kéo đến. Rồi, ở đây nè. Đức Thế Tôn dạy ngài Ananda: Này Ananda, như thế thì hội chúng hãy chỉ định trú xá ở ven rào là khu vực làm thành được hợp phép. Hãy tích trữ vật mà hội chúng mong muốn ở nơi ấy, có thể là trú xá hoặc nhà một mái, rồi vân vân. Đây là cái đây là tăng sự để chư tăng làm cái khu vực này ha. Rồi, vào lúc bấy giờ ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành được phép, dân chúng nấu các loại cháo, nấu các món thức ăn, chuẩn bị các món súp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi. Rồi, lúc bấy giờ nè, Đức Thế Tôn nghe tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ, tiếng kêu của những con quạ, đã hỏi ngài Ananda. Rồi, ngài Ananda trình bày lại đúng chuyện đã xảy ra. Rồi, này các tỳ kheo, không nên sử dụng khu vực làm thành được phép đã được chỉ định. Vị nào sử dụng thì phạm tội Đức Khất Tá. Này tỳ kheo, ta cho phép ba khu vực làm thành được phép là loại do sự công bố, do sự ngẫu nhiên và có sự liên quan gia chủ.
Rồi tiếp theo đó, Đức Thế Tôn còn có cái gọi là cái sự bổ túc là: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng khu vực làm thành được phép đã được chỉ định. Rồi, tức là ở cái chỗ này đó, tức là cái chuyện mà nấu ăn á, cái chuyện nấu ăn thì theo luật thì không có được nấu ở trong cái gọi là cái nơi được chỉ định. Theo luật thì không được nấu ở nơi đó. Nhưng mà được đem thực phẩm, mà cư sĩ á, được đem thực phẩm đến để cất trữ rồi chờ trong lúc mà cúng dường. Xin lặp lại ha, tức là đó, ở trong cái khuôn viên ngôi chùa á, thì nếu mà đúng theo luật á là không có được nấu. Và được phép, cư sĩ được phép nấu nướng đồ ăn á, nấu cái gì là chuyện của quý vị, được phép nấu rồi đem đến để ở chỗ đó, ví dụ như nhà bếp, để ở chỗ đó chờ tới giờ để đem đi cúng dường cho chư tăng thì cái đó được. Còn nếu như chư tăng mà làm cái việc này á, tức là cho phép cư sĩ nấu nướng ở trong khu vực khuôn viên của chùa, mặc dù đó là khu vực nhà bếp đã được làm tăng sự, thì những vị đó sẽ phạm tội Đức Khất Tá, tức là phạm tội tác ác. Thì nếu như mà nói về cái tội tác ác á, thì để sư nói cho quý vị biết cái tính nghiêm trọng của tội tác ác là như thế này. Nó tương đương với những việc ví dụ như vị tỳ kheo gọi là uống canh á, ăn canh không được húp sột soạt. Nếu như húp sột soạt thì phạm tội tác ác. Hoặc á, là vị tỳ kheo khi ăn thì không được liếm môi, nếu liếm môi thì phạm tội tác ác. Rồi vị tỳ kheo khi mà đi vào trong xóm làng thì không có được nhìn ngó nhìn nghiêng, nếu nhìn ngó nhìn nghiêng thì phạm tội tác ác. Thì đại loại cái gọi là trong cái phạm vi tội nặng tội nhẹ của cái tội tác ác á, là nằm ở trong cái khoảng đó để quý vị hiểu, chứ còn mình nói tội thì cái không thể nào mình cào bằng được. Như là cái tội trục xuất nó khác, cái tội tăng tàn nó khác, tội ưng đối trị nó khác, tội ưng xả đối trị nó khác, mà tội tác ác nó khác. Thì cái trong cái nhóm tội tác ác, quý vị nên hiểu cái mức độ nghiêm trọng của nó nằm ở mức độ nào để chúng ta xem coi có thể hiểu và thông cảm đối với một số ngôi chùa hay không. Cái thứ hai là ở trên cái đoạn của luật này đó, là có nói đến một chuyện á, là trong thời kỳ mà chư tăng không thể đi khất thực, tức là việc khất thực bị khó khăn, thì được phép nấu nước. Cũng trong tạng luật, trong cái đoạn này nè, quý vị đọc kéo lên trên nữa quý vị sẽ thấy. Mà bây giờ á, quý vị xem những ngôi chùa nguyên thủy có còn được đi khất thực hay không, phải tính tới cái chuyện đó nữa. Chứ mình không thể nào mình nói là thôi bây giờ chư tăng cũng sung sướng lắm rồi. Không, nếu như chúng ta nói theo luật là chúng ta phải chơi theo luật nha, được đi khất thực hay không được đi khất thực, nói cho nó rõ. Còn bây giờ á, như bây giờ sư là sư được đi khất thực, nhưng chỉ một mình sư được đi khất thực, những vị khác vẫn chưa đi được, thì như vậy nếu như sư cho phép người khác nấu nướng là sư phạm tác ác, còn cái chuyện còn lại sẽ không liên quan. Đó, nếu nói theo luật là phải nói kỹ. Rồi không biết sư Chánh Tông có ý kiến gì cái này hay không? Không ạ? Nhờ sư Anh Tệ mở câu hỏi lên, tôi đang dùng cái khúc đầu á, cái chỗ mà nhưng con quên trích từ đâu. Câu hỏi này rất là mắc cười.
mình hỏi Chư Tăng, mình hỏi hai ông pha hai hai cái vị ở trên cái cuộc vấn đáp này là cái đó đúng không, mà chính bản thân mình cũng cái câu ở dưới mình đăng á, cái câu dưới là từ cái khúc mà trong khi bị, tức là mình trích ra đó, cái khúc dưới mình trích ra cái đoạn mà mình đọc đó là theo cái trí nhớ, tại vì ở đây ghi là con quên trích từ đâu, thì một cái câu hỏi nó không chính xác, đem đi hỏi coi có chính xác hay không, thì nó tiêu lầm, nó tiêu lầm là sao, là thay vì mình nhớ ở đâu thì móc trang cái câu đó trong cuốn sách nào ra để mình đem lên mình dán bắt te. Còn ở đây mình đọc qua xong rồi, ok, mình lấy cái sự nhớ của mình rồi mình ghi ra, thì ở đây á mấy phần trăm, bao nhiêu phần trăm là chính xác đối với cái cuốn sách đó, cái tài liệu đó. Khi mà quý vị đem lên quý vị hỏi đó trong ở đâu, thì chúng tôi đòi hỏi cái sự chính xác 100% về câu từ ở trong cuốn sách đó thì mới giải thích được. Còn nếu như mà giải thích theo cái trí nhớ thì nhiều khi cuốn sách đó đúng, mà cái trí nhớ mình ghi lại nó chật, gọi là tam sao thất bổn đi, thì khi mà quý sư giải thích cái đó sai thì vô tình mình nghĩ cuốn sách đó sai, nhưng mà do mình nhớ sai. Trường hợp cuốn sách đó viết sai nhưng mà mình nhớ lại, mình chép ra sao không biết, vô tình nó đúng, thì quý sư giải thích đúng rồi thì mình lại tưởng tưởng là cái cuốn sách đó đúng. Cho nên á, khi mà quý vị hỏi á, ráng hỏi lại mình có nhớ đúng hay không, tốt nhất là mình copy paste, thế nếu không á, ở đây nó thành một cái hiểu lầm là giữa cái đúng cái sai nó rất là khó mà để giải thích với một cái câu hỏi rằng là cái này có đúng hay không, nhưng mà chính mình là cái người không copy đúng cái tài liệu ở trong cái cuốn sách hay là một cái bản nào đó mà mình chép, thì cái này rất nguy hiểm. Tại vì với trí nhớ đó, tại sao mà Thích Kinh Tệ khi mà nãy trả lời cái câu hỏi đó trích trong Tạng Luật đó, Thích Kinh Tệ không nói theo trí nhớ của mình mà lại đưa lên mạng cho quý vị coi luôn là trong kinh viết như vậy, trong luật viết như vậy, tại vì không có nhớ nổi, mình đọc mình sẽ sai. Cho nên đó, quý vị khi nào mà hỏi là làm ơn hỏi cứ kiểu như nhớ mày mày hỏi không à. Còn cái câu hồi nãy sư anh tệ trả lời thì nó quá tốt rồi, quá không có gì để bổ sung, chỉ là nhắc quý vị là khi mình hỏi mình làm ơn cái câu hỏi mình nó phải chính xác cái đó, chứ đây con quên chích từ đâu thì xin thưa khó trả lời lắm. Tức là sư sẽ mặc định rằng á, quý vị hỏi với và bằng cái trí nhớ không phải là cái cuốn sách đó, mà nếu mà xác định đúng thì vô tình quý vị cho rằng cuốn sách quý vị đang đọc, quý vị đọc lúc trước là đúng, mà nếu sai á thì quý vị cho rằng cuốn sách đó sai, nhưng mà chính bản thân quý vị không có trích được nguyên văn từ cuốn sách đó 100%, thì cái này nó vô cùng là nguy hiểm để mà nó so sánh. À, cũng kết thúc câu hỏi ở đây.